Video này mình hướng dẫn cho các bạn là cách khai thác hết những cái tính năng ở trên Win, mà dành cho những cái bạn không có máy Mac thì các bạn cũng có thể jailbreak được, cũng có thể thực hiện những cái lệnh giống như là ở trên terminal, ở trên cái hệ điều hành Mac được nhé. Ở đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái Win SCP này. Thì sau khi jailbreak xong thì các bạn có thể trên Win các bạn có thể giao tiếp và dùng lệnh cũng được, mà giao diện trực quan, giao diện Windows cũng được luôn nha. Đây là phần mềm đó đây. Và jailbreak thì mình cũng có nhiều cái bài mình hướng dẫn rồi. Ở đây mình tổng hợp những cái tool, như đây là tool bypass những cái phiên bản 13.4, 13.3.1, tất cả phiên bản những bypass này. Rồi cài phần mềm để chống tắt nguồn bị treo táo nè, hướng dẫn trong này luôn. Còn jailbreak thì mình cũng có để những cái link hướng dẫn jailbreak này, các bạn xem lại để jailbreak. Còn ở đây là sau khi jailbreak rồi thì các bạn tải một cái thư viện về, và cái thư viện mình cũng để trong cái gói chung, cái gói của mình luôn. Và trong cái gói này mình cũng để những cái hướng dẫn để kết nối luôn. Rồi các bạn bấm giữ phím shift và bấm phải chuột thì các bạn mở cái CMD lên này. Còn ở hệ điều hành Win 10 thì nó tên là PowerShell. Rồi các bạn mở cái file net lên. Đầu tiên các bạn sẽ chạy cái lệnh này để nó sẽ đọc cái UDD ra nè. Rồi các bạn có được rồi. Rồi sau đó các bạn chạy dòng thứ lệnh thứ hai. Rồi khoảng trắng ra là các bạn sẽ copy cái này, Ctrl C rồi Ctrl V xuống dưới. Rồi copy rồi đánh Enter. Bây giờ các bạn sẽ thấy giao diện là chờ kết nối này. Các bạn sẽ cài cái Win SCP vào và các bạn mở lên, chọn qua giao diện là SCP. Còn ở cái phần hot này các bạn sẽ để là root local hot, copy cái đó thả vô root local hot. Rồi cái port này các bạn sẽ chọn là 4 số 2. Còn password thì các bạn đánh chữ unbind. Chữ unbind này trong cái file ghi chú có luôn này các bạn nè, unbind này nè. Rồi sau khi mình nhập đúng cái thông số này, mình có thể lưu lại lần sau, mình khỏi mất công mình nhập mất thời gian. Rồi kết nối, dễ dàng kết nối được. À, nó hỏi unbind thì các bạn cứ nhập unbind. Rồi kết nối ok nè, kết nối lại các bạn nhé. Nó nhảy qua nhầm cái rồi đây, làm lại cái này rất là đơn giản. Rồi bọn 4 số 2. Rồi login. Rồi login thành công rồi các bạn nè. Thì bây giờ các bạn cũng phải không có mở cái cửa sổ kia, mà bây giờ các bạn sẽ mở cái cửa sổ cái này tương tự terminal vậy các bạn. Rồi các bạn nhập cái dòng lệnh để cho nó có thể mau những cái phân vùng hệ thống. Rồi nhập cái dòng lệnh đó, sorry, mở lại nè các bạn. Rồi đánh dòng lệnh này ra, rồi chạy cái dòng lệnh này. Và cái giao diện này các bạn có thể thực hiện tương tự như là giao diện của terminal ở trên hệ điều hành macOS nha. Nhưng mà ở đây mình có cái giao diện trực quan rồi, do đó mình không cần. Còn nếu các bạn muốn thao tác tất cả những thao tác chép ra hay là chép vào đều có thể dùng những cái lệnh SCP ở đây các bạn, tức là thuận tiện. Nhưng mà nếu mà mình không muốn dùng á thì mình có thể là mình đóng nó lại cũng được. Bây giờ mình có cái giao diện trực quan, bên này là phần iPhone, bên phải là phần iPhone, còn bên trái là phần máy tính đi. Mình có thể chọn máy tính của mình. Mình muốn chép file nào mình kéo qua là xong. Ví dụ như các bạn muốn bypass những cái iOS thấp á, thì các bạn có thể ví dụ 12.2.4 chẳng hạn, các bạn có thể vô đây xóa file setup. Xóa file setup đây này, cái file nó đây setup thôi, hoặc là đổi tên nó lại là các bạn có thể bypass được. Còn phiên bản cao hơn các bạn phải thực hiện theo cái tool để nó nạp cái file vô, hoặc là các bạn hoàn toàn có thể dùng cái chương trình này các bạn làm được cái thao tác đó. Rồi ví dụ như các bạn ở đây mình có để một vài cái đường dẫn này. Này ví dụ như các bạn muốn đi vào video hình ảnh á, mà để chép ra các bạn vào phần mobile. Các bạn đầu tiên vào va nè, va trước nha. Rồi sau đó các bạn theo đường dẫn là mobile và media. Rồi các bạn đi mobile này, media này, là các bạn vô đây có thể là trích xuất hình ảnh ở trong cái thư mục DCIM này các bạn này.
Đó, tất cả hình ảnh nó đều nằm trong đó. Rồi các bạn có thể là đi vào đường dẫn danh bạ ghi chú nè, Mobile thư viện nè. Mobile cũng là đường dẫn nó luôn, thư viện này. Ở trong đây này là address box, này là danh bạ các bạn nè, này ghi chú, rồi tất cả những cái dữ liệu nó đều nằm trong những cái app này. Ví dụ như các bạn muốn xóa tài khoản ẩn chẳng hạn, các bạn Jared xong các bạn chỉ việc xóa ba file này, nó cũng là xóa tài khoản ẩn rồi này. Rồi danh bạ ghi chú, tất cả những cái dữ liệu đều nằm trong này, các bạn có thể mở với file note để các bạn xem. Rồi còn nhiều, khi mà các bạn thao tác được như thế này để các bạn có thể chép lockdown hay là những cái thao tác gì, các bạn hoàn toàn có thể set được cái CH mode nha. Đây CH mode các bạn set được theo ý của mình luôn. Thao tác rất là nhiều thứ. Hầu như các bạn kiểm soát được cái máy luôn rồi. Cứu dữ liệu rất là dễ dàng. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Video tới đây là hết rồi.